Ô mà cả. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì cách đây khoảng vài tháng thì mình có chế cái tàu cá này nè các bạn. Đấy, thì cũng rất là lâu rồi mình cũng không có làm gì tới nó luôn. Đây. Đấy, rất là ok luôn. Và ở video ngày hôm nay thì mình sẽ thử dùng cái con tàu cá này để đi câu cá nha các bạn. Ok, và để đi câu cá thì đương nhiên chúng ta cần phải có một cái cần câu rồi các bạn. Ở đây mình có một cái cần câu xếp à, loại này loại mini, rẻ tiền thôi. Đấy. Và tất nhiên cũng phải cần có những cái lưỡi câu, dây câu và cả phao nữa các bạn. Này thì nó tích hợp chung luôn một bộ rồi. Đây thì mình mua 3 cái để phòng bị đứt dây nha. Thì cái cần câu này nó dài quá các bạn. Đây. Rất là dài luôn. Nên là mình sẽ cắt cái đoạn ở trên đọt thôi. Lấy cái phần đọt rồi mình sẽ gắn lên cái tàu của mình. Đây, mình sẽ cắt ngang đây. Ủa sao dễ vậy ta? Thì mình sẽ cần một cái đoạn như dây thế này là đủ rồi. Đây các bạn, cái cán này thì mình sẽ khoét lỗ mình gắn vô trong đây nha. Mình nghĩ là gắn như vậy là ok rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn cái phần dây câu vào. Thì mình cũng không có câu cá gành nữa các bạn, nên mình buộc đỡ như thế này nha. Thì không biết là cái phần cần câu này nó có chịu nổi không á các bạn. Với lại là không biết là có câu được cá không. Thôi, nói chung là bây giờ sẽ đi thử câu luôn nha các bạn. Đi thôi. Ok, thì bây giờ mình đang có mặt tại cái chỗ mà mình hay test tàu nè các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái mồi vô đây rồi câu cá luôn nha. Thì ở đây mình sẽ dùng cái phao như thế này. Đó, móc vô cái mồi tép. Cái này là mồi tép nha các bạn. Đó, dùng. Rồi, ok, quất luôn các bạn ơi. Bây giờ sẽ đợi cho cá nó cắn câu nha các bạn. Mình dùm vô phao. Đó, đó, nó mới giật á. Thì bây giờ chỉ việc đợi thôi các bạn. À, tưởng ở đây nhiều cá dễ ăn nhưng thực ra là không phải nha. Bây giờ mình sẽ để yên đó nha, để coi nó có ăn không. Tại vì ở đây người dân người ta cho ăn nhiều lắm, hình như nó bị kén ăn hay sao á. Thì cái pha hồi nãy các bạn nó giật phát cái gãy cái cần câu luôn rồi. Mình mới đi mua ba cái lưỡi mới nè, bây giờ mình thay vô nha. Okay. Thì nãy nó yếu quá, mình sẽ gắn kiểu khác, mình sẽ gắn như vậy thôi. Gắn nẹp nhau vậy cho nó cứng cáp hơn. Đấy. Giờ làm sao để gắn vô nha. Ok, thì rút kinh nghiệm hồi nãy các bạn, bây giờ mình sẽ gắn ngay chỗ này để coi nó có cứng hơn không nha. Nãy gắn ở trên nó yếu quá. Đó.
đó, như nó ghẻ hay sao? Dính rồi. Quay nè, đứng đây quay nè, đứng đây. Đó. Dây nó dài nó mới ăn được. Rồi bây giờ là mình sẽ tháo ra mình thả xuống nha. Xong con ăn phượng xuống phóng. Ôm nó luôn, cái ngạnh luôn vậy nè. Nắm vậy nè, có căng luôn. Xuống đưa lên rồi, giữa ta đi. Bớt sâu. Tự đau nó lo đi mất tiêu luôn. Bây giờ mình sẽ kéo coi với con cá luôn nha các bạn. Chắc là nó mệt rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ kéo lên để coi nó làm cái gì. Coi là con cá gì nha. Ui cá chim các bạn ơi. Không, nắm nguyên thân. Bây giờ mình sẽ thả nó về với nhà của nó nha các bạn. Ok, và như vậy là mình đã câu cá thành công bằng cái tàu này nha các bạn. Thì nếu các bạn nào thích cái video này của mình thì hãy ấn vào nút like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.